cậu muốn gọi đâu nhờ? Lấy ăn không? Ờ, lên bảng. Lên ra cua. Ờ. Này là cậu trả lời tôi biết. Ờ. Sử dụng 3 cua dùng mấy bước? Cách sử dụng 3 cua xoáy là dùng... Mấy bước? 3 bước. Bước thứ nhất là mua. Thứ hai là bóc. Bước thứ ba là dùng. Bước thứ hai là 4 bước. Bước thứ đây là lớp này có cái gì mà con giờ chúng mình nhỉ? Mà từ giờ. Giờ anh cho rồi. Đưa lại con sổ đồ vay cho anh đi chung mình nha. À, con nói đi bình thường. May vòng quay may mắn liên quân liên minh tại thứ may.vn. Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Xin Đôi anh em. Đấy, thì lâu anh em mình cũng ra trường gọi là 3 năm rồi đấy, thì nói chung là mình anh em cũng muốn đấy bọn bạn mình đây tiếp đấy là một ngôi trường nhưng mà chỉ khác mỗi cái là đây là trường trung học phổ thông lớp 3. cầm mất điện thoại với. Không quên. Quên. Giả dán đi, giả đi. Tí thế mà tung lên. Quên xong về luôn mà anh em ngồi đây chào méo nhưng không tao được cái điện thoại đấy. Tung lên dán đi đi. Thôi để em xuống, em xuống. Đấy thì lâu lắm rồi anh em mình cũng chưa biết cảm giác của học sinh nó như nào. Đấy thì hôm nay anh em mình cũng muốn thử nghiệm vào cảm giác là vào cái phòng học ấy, nói chung là ôn lại kỷ niệm hồi xưa học 3 năm thì đúc 4 năm đấy. Không, thi tập thi lại mấy lần đấy, tập thi lại mấy lần đấy. Nói chung là anh em mình năm nào cũng tí xít đúc nhưng mà vẫn may là vẫn lên lớp vẫn được cái bằng tốt nghiệp đấy. Ừ. Em ơi xuống đi, xuống giải vậy. Hả? Khóa rồi. Khóa rồi anh lên làm sao được? Mấy nhìn đi không? Em ơi đừng bỏ không thể lắm đây. Nhưng dù là phút giây anh chưa từng đổi thay. Thôi xe máy yêu em cho dù anh vẫn biết. Thôi nó đi, nó đi rồi. Thôi rồi, sau này là tôi sẽ nhập vai gì nhỉ? Nào, sau này tôi nhập vai thầy hiệu trưởng đi kiểm tra khu vực bên trường nhỉ? Tao nên điều tra lại cái thằng bảo vệ kia luôn nhỉ? À mày là phó hiệu trưởng, tao thầy hiệu trưởng nhỉ? Tao phó trưởng. Ờ, tao phó trưởng mày thầy hiệu trưởng. Ờ, tao thầy hiệu trưởng các bạn. Mấy cậu học sinh ở đâu ấy? Hả? Mấy cậu đâu mà đi vào đây vậy? Hả? Hả? Học sinh lớp 10 học sinh trường nào? Học sinh trường nào vào đây? Học sinh gì mà cầm đoạn? Học sinh gì cầm đoạn? Hả? Hả? Học sinh gì? Cậu này, học lớp mấy rồi? Dạ, chết mẹ rồi, đi. À, cậu này. Dạ, dạ. Cậu này học lớp mấy rồi? Mày đi lớp 2 đúng không? Mày học lớp 10 rồi, mày. Dạ, đi. Thầy dạ. Ui ui ui. Đánh răng hợp phản thế rồi. Còn thời anh đi học, cái thời anh suốt ngày bị đuổi. Thầy cô giáo quý quá, không dám nhận. Học năm nào cũng gần đúc năm đấy. Năm nào cũng phải thi lại. Ê, anh kiểm tra nào trên trung bình. Em ơi, em học tầng 2, tầng 3 đấy. Rồi, mỏi chân mà. Mỏi nhói. Mỏi chân nhắn nói đi nhanh hơn cả mình. Mình chân dài mình đi chậm. Ôi, khóa cửa được không? Anh chào đón. Không, xin anh chào đón. Anh chào đón, chào đón. Cái trường này của anh mà. Bây giờ anh phải cứ phải đưa em an toàn. Ôi, cả cả đứa. Ôi chào em. Ôi chào em. Em chào em. Em có mấy cục cây gì con? Anh cất cái máy quay đi. Không em phải cất đâu, em cứ quay. Ôi ơi, học bài mà học bài mẹ bà lớp này cứ ngồi bàn học cứ ngồi bàn này làm gì đâu. Không phải tiền. Trước em ngồi bàn học này. Trước thế nào thế nào được. Sau này là em từ từ. Sau này cô phải giải cứu. Ok, cô mình ra về cũ à? Ừ, nào. Sổ cái sổ thì ghi tên. Sổ đâu ai? Không, cái sổ thì muốn ghi tên. Tao biết mình là mượn tên đi. Em cái sổ muốn ghi tên một học sinh là sổ gì vậy? Không phải. Cái sổ mà nó có tên tất cả học sinh lớp. Sổ điểm. Sổ gì? Sổ. Ờ rồi. Sổ điểm của cô đâu nhỉ? Ở đây à? Chào. Cậu muốn gọi đâu nhỉ? Lấy ăn không? Ờ, lên bảng. Lên ra cua. Sử dụng
cô dùng mấy bước. Cách sử dụng 3 con sói là dùng mấy bước? 3 bước. Bước thứ nhất là mua, thứ hai là bóc, thứ ba là dùng, thứ tư là 4 bước, thứ tư là 4 bước. Đấy, anh có 4 bước. Rất tốt. Rất tốt, rất tuyệt. Thầy giáo ơi, có hai thằng trốn này. Không. À sau này là không, sau này tôi không nhớ, tôi chỉ đến đây nhá. Anh nghe chủ đúng không? Cô biết. Thế bảo. Thế là cô. Thế nó nghe điện thoại đấy, nó điện thoại đấy. Nó mang lại lớp. Quá mất sợ đi. Đúng rồi, mày mất sợ. Cô cái gì đọc xuống mày. Cô như vậy. Nào, anh thấy thầy, cái số là anh bà mặt này. Này, bọn tôi. Số đồ ai đâu. Ê, à thế. Thế thì sổ nó là sổ bài nhá. Thế này thì mới. Quên này. À, quên quên. Đi quên à. Rồi, thôi ta sẽ biết giờ sinh hoạt. Sinh hoạt vãi rồi. Chứ sinh hoạt à? Ờ, sinh hoạt. Không phải chào được lắm. Cứ ra ngoài đi lên đằng này. Con này học sinh thì làm gì đấy? Đúng rồi. Học sinh trả lời rồi. Đúng dậy. Chứ phải trả lời một phát rồi. Nào. Quả ca luôn nhé. Em cho lớp học bài nhau. Anh ấy là thế, cho là thế. Ờ. Hai là gì? Cho bài chiều với nhau. Chiều với nhau. Bài ấy nhỉ? Cho nó nhau thì rất là thú vị. À, rồi. Thầy cho bài hát mà chơi chết đi. Nào, có bài gì nhỉ? Xem. Hey, cho lớp của học sinh này thì nên hát có bài gì? Bài cố tình như thế. Vì học sinh bây giờ hay yêu. Ừ, được, được, được. Được, được, được. Thật ra anh yêu bài mà. Bốn con làm mà không hợp tác gì ạ. Nào để ta xem tuần 3 chúng mày học bài nào. Thầy hôm nay thích thứ 2 à? Quên sổ bài thì còn bài thích giảm sổ kẹo. Ôi thầy mình ngồi nhất, mình làm nhất thứ 2 đấy. À, cái toán à. Thế mình tưởng đến lớp 10 và đến lớp 2 ấy. Ừ. Bao nhiêu lớp thế? Mày bảo được cái lớp rồi. Ở đây được không? Giáo thay mặt. Hôm nay con thay mặt cô giáo của mình, hôm nay con xin ngoài. Thầy nhá. Cô giáo ngày nay đi đẻ. Cô giáo đi đẻ. Thôi thôi, kiểm tra là sao? Tuần 3 chúng mày học bài gì? Thầy, lớp này có cái gì mà văn giờ trung bình này nhỉ? Văn giờ rồi. Giờ anh cho rồi. Đứa nào có sổ đồ bài này thì trung bình nhá. À, không nói gì bình thường. Để trung bình thôi, không sao đâu em. Này, xin lỗi em. Mình về nhầm lớp, về. Nhầm lớp cái gì? Tao chọn một lớp rồi, chắc lớp kia. Này, tao khoác nó ra còn chưa ra. À, cháu đang học bài. Thôi đi về. Mày đừng cản anh. Thôi. 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 Cầm. Đây tao cầm. Thôi đi đi. Đây. Không cản. Thôi. 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 Mày đi. Thôi. Mày lấy. Đi. Về. Thôi về. Bye nhá. Đấy, ok anh em ơi. Đấy thì bữa anh em mình cũng có vào cái lớp học này ôn lại kỷ niệm rồi, nói chung là bao nhiêu kỷ niệm ôn ùa về đúng không? Làm gì mà gái, làm gì vú này. Chú ý của đội 1, 2 máy quay nó xuống thẳng mặt anh em mình này. Ôi, 2 máy quay rồi thẳng mặt này. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? How are you? Ấy, hồi xưa mình đi học là mình giỏi tiếng Anh lắm nên là bây giờ bao nhiêu cái tiếng gì mình cũng khổ ra được hết kìa. Ê, nói chung là vào lớp học thì nói chung là có ba em gì ấy mà tắt chơi vui nhỉ. Sinh ấy, sinh chứ. Cướp chứ. Nhưng mà mình bảo là vào lớp 10 thôi, thằng ấy nó vào nó phát lớp 12. Đấy, thế rồi. Nhìn nó bé bé tưởng nó lớp 10, ai ngờ nó lớp 12. Ở thế, cay mà nó ngồi như thật luôn. Ê, nói chung là bảo đấy vui lắm, lâu lắm không học ấy. Lâu không bàn trường học nên bàn trường vào. Nhớ đấy, nhớ. Dạ. Mỗi tội không gặp thầy giáo là thôi, gặp một đúng mỗi ông bảo vệ ông vào ông tuổi thôi. Như này ra, anh em được ngồi trong đấy ôn lại kỷ niệm tầm từ giờ đến chiều nhỉ. Mình hai anh em mình có định xin ở lại học nhưng mà nó bảo là hai thằng này không sách vở đời học cái gì, nhìn cái mặt mày nó có cái tướng ăn cướp rồi đi học cái gì. Đấy thôi thì chắc mình phải về thôi. Đấy, thôi hẹn anh em ở các clip sau nhá. Đấy còn bây giờ tôi Đức Toại cho cả anh em, tôi công tiền cho cả anh em. Bye bye.